của Takahashi rớt lại. Tấn công rất tốt. Điểm số đầu tiên trong set 3 đã thuộc về Asuka Takahashi. Chiến thắng 21-15 ở set 2 đang giúp tay vợt người Nhật Bản lên tinh thần. Càng đánh càng tốt hơn. Cầu ngoài và một đều cho Thùy Linh. Liên tiếp hai tình huống treo cầu rất khó chịu của Thùy Linh. Và đối thủ đã mắc lỗi. 2-1. Cầu rơi trong sân. Xử lý rúc lưới của Takahashi. Thiếu một chút nữa. Và vừa rơi là cầu ngoài. 4-2. Tiếp tục ngoài sân. Khoảng cách 3 điểm cho Thùy Linh. Có vẻ như trọng tài chính vừa cho điểm Thùy Linh. Hơi đáng tiếc.
7-3. Thùy Linh cũng cảm thấy rất thất vọng với tình huống giao cầu vừa rồi của mình. Đó là một tai nạn. Takashi đã thủ rất tốt. 5-7. Cầu của Thùy Linh đã không qua lưới. Trước đó là một lần nữa Asuka Takashi chứng tỏ khả năng phòng ngự của mình. Cách biệt bây giờ chỉ còn một điểm thôi. Đến lượt tay vợt người Nhật Bản giao cầu hỏng. Chín sáu cho Nguyễn Thùy Linh. Rất tốt. Cầu ngoài xa. Mười một bảy đang là tỷ số nghiêng về Nguyễn Thùy Linh cho tới lúc này. Khoảng cách 4 điểm. Okay.
Điểm số đã thuộc về Thùy Linh. 12-8. Cầu của Takahashi rớt lại. Tấn công rất tốt. Những điểm số liên tiếp của Thùy Linh và bây giờ thì khoảng cách giữa đôi bên là 6 điểm. Rất thiếu chính xác. Thùy Linh đang tiến được những bước dài tới chiến thắng chung cuộc, tới chức vô địch. Vạn sườn đối thủ. Ngoài của Takahashi, 16-9. Lại ngoài. Tuyệt vời. Điểm số thứ 18. Và chiếc vô địch chỉ còn cách Thùy Linh 3 điểm nữa thôi. Những cú đập liên tiếp như được trợ thêm lực từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà. Đó là một tình huống cầu còn trong sân. Không như vậy, điểm số thứ 19 đã thuộc về Thùy Linh. Trọng tài xác định rằng cầu ngoài. Cần một phép màu để tay vợt người Nhật Bản có thể bắt kịp Nguyễn Thùy Linh. Đúng khoảng cách rất xa như thế này.
11-19. Thùy Linh đã thủ cực tốt và vừa rồi là đập cầu ghi điểm. 20-11 Championship Point. Asuka Takahashi đã tự ném đi cơ hội của mình, đã tự đóng lại cánh cửa trong trận đấu này bằng một tình huống giao cầu lỗi. Và như vậy là chiến thắng trong trận đấu chung kết đã thuộc về Nguyễn Thùy Linh. Một thắng lợi rất xứng đáng.